Đây là Montblanc Platinum được ra mắt vào năm 2023. Và nếu như bạn đang sở hữu Montblanc Explorer và định nâng cấp lên phiên bản này với một cái mong chờ rằng nó sẽ là một cái phiên bản tốt hơn, thì câu trả lời của mình rằng không. Đừng nên mua nó khi các bạn chưa thử qua Vial hoặc ít nhất là một cái chiết 10mm. Lý do vì sao thì mình sẽ nói ở trong video lần này. Và quan điểm của mình rằng mặc dù những điều mình sắp nói ở đây có thể là một góc nhìn chê về mùi hương, nhưng có những cái mà chúng ta phải công nhận rằng Montblanc làm rất tốt. Bắt đầu nhá. Nói qua một chút về nhà Montblanc thì nhà này trên góc độ là một nhà làm về bút thì họ đã có một cái thâm niên rất là lâu. Các bạn muốn xem kỹ hơn về cái thương hiệu Montblanc này thì hãy tìm lại cái video mình review chai Montblanc Signature của nữ. Thì ở đó mình có nói qua một chút về lịch sử của thương hiệu Montblanc. Còn đối với mình trên trải nghiệm nước hoa của mình về cái thương hiệu Montblanc ấy thì họ không có quá nhiều sáng tạo, nhưng những sáng tạo của họ ít nhất về mặt thiết kế nó là một cái gì đó rất chỉn chu. Họ đầu tư rất kỹ lưỡng về cái phần ngoại hình và so nó với những chai designer ở cùng phân khúc như là Versace, như là Dior, rồi những cái thương hiệu như Burberry, thì với mình Montblanc nó là một cái gì đó cực kỳ khác biệt. Có thể nói là nó ở cái phân khúc nít ở cái mảng sáng chế. Điển hình là Montblanc phiên bản Explorer, phiên bản gốc, một chai nước hoa có thiết kế cực kỳ nam tính, cầm ở cái phần da này. Mặc dù nó cũng không quá xịn sò nhưng nó tạo một cái cảm giác cầm rất là chắc tay. Và nói thật là những người đàn ông ấy, đôi khi họ cần một hai chai này trong tủ quần áo thôi, nhìn nó đã toát lên được cái sự hiện đại và nam tính rồi. Đó. Với mình thì phải nói thật là mình rất thích thiết kế của Montblanc và luôn luôn recommend, nếu như bạn nào ngoài cái phần mùi bạn muốn bày biện biết các thứ thì đây là một nhà mà các bạn có thể sưu tập, đặc biệt là những chai của nữ nhá. Như Signature này nó có làm ở những cái góc độ như này để các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó khúc xạ được ánh sáng, và thiết kế lọ mực đặc trưng của thương hiệu Montblanc đánh giá cực kỳ cao. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi luôn vào đến phần mùi hương để cho câu chuyện nó nhanh hơn. Đó là mùi hương này. Tại sao mình lại nói rằng các bạn không nên blind buy? Vì khi mà các bạn mặc cái mùi hương này, các bạn xịt cái mùi hương này ban đầu ấy, thì các bạn sẽ có một cảm giác cực kỳ lạ. Lạ ở đây đó là cái cảm giác khi các bạn ngửi mùi hương này ngay ở phần top nốt ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không giống với những chai nước hoa phổ thông mà các bạn đã từng ngửi. Đây chỉ nói trên góc độ là người dùng cơ bản nhé. Tại vì khi em này vừa mới ra khỏi vòi, các bạn nhận thấy một cái mùi chuối xanh. Và các bạn cũng có thể xem một cái phần nốt hương của em nó cũng không hề có một cái vai gì của hoa hoàng lan hay là của cái mùi chuối, mùi dừa cả, mà nó sẽ là violet, sẽ là đàn hương bla blo, nó chỉ có đâu đó mấy nốt hương thôi. Nhưng mà khi mà mình xịt cái mùi hương này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của mình nó giống như kiểu là cái mùi vỏ của những quả chuối xanh vừa mới bóc ra vậy, có một chút nét hơi beo béo, một chút nét xanh xanh và hơi nhựa nhựa ở trong chai nước hoa này. Và nếu như các bạn khám phá sâu vào trong mùi hương này ở phần top nốt thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét hơi ngọt ngọt. Cái nét ngọt này nó giống như kiểu là những cái vỏ chuối xanh khi các bạn bóc ra, các bạn để ngoài thời gian một lúc và các bạn sẽ thấy rằng là nó bị hơi kiểu hơi hướng oxy hóa, bắt đầu nó bị phân hủy, thì cái nét hơi kiểu ngậy ngậy nó sẽ xuất hiện ở cái xen kẽ cùng với cái nét xanh hơi chan chát. Thì ở cái phần top nốt của này y hệt cái cảm giác như vậy luôn. Bạn nào mà đã sử dụng qua rồi thì các bạn có thể miêu tả. Tại vì thực ra lúc đầu mình ấy, mình mặc mùi hương này mình cũng rất khó để có thể hình dung được cái top nốt của nó như liên quan đến cái gì. Bảo là lá violet thì nói thật là mọi người sẽ không hình dung được. Nhưng mà sau một cái thời gian tôi cảm nhận và có một tình cờ một hôm tôi bóc quả chuối xanh ra thì tôi thấy nó rất rất giống. Và tôi cũng đã tìm hiểu qua thì cái nét chuối xanh này nó được làm nên từ cái nét của hoàng lan. Nhưng mà trong này cũng không có nhá. Đây là một cái cảm nhận cực kỳ lạ của tôi. Và mùi hương này thì sau khoảng tầm nửa tiếng các bạn sẽ nhận thấy sự biến chuyển của em nó. Em nó thì bắt đầu có cái nét hơi cứng của gỗ và cái nét kem beo béo xuất hiện rất rõ rệt. Nó xen kẽ cùng với cái nét xanh và nó sẽ tạo nên một cái vai có cái cảm giác hơi dừa dừa một tí. Và lúc này thì mùi hương nó tạo ra một cái
kiểu phong cách rất là phóng khoáng, tự do và hiện đại. Và nếu như bạn xem cái trailer quảng cáo về con Montblanc Platinum này ấy, thì ngoài cái việc là một người đàn ông người ta khoác một cái áo măng tô dài xong rồi người ta đi lên một cái đỉnh núi đầy tuyết, thì trước đó người đàn ông này xuất hiện ở trong một căn nhà toàn bê tông và những cái nhôm thép. Thì cái này nó cũng sẽ cho các bạn thấy được một điều rằng mùi hương nó đang truyền tải một cái sự hiện đại, một cái sự tự do, một cái sự thời thượng, chứ nó không phải là một cái gì đó cổ điển. Thế nên về cá nhân mình ấy, thì Montblanc Platinum sẽ là một cái mùi hương mang xu hướng mới mẻ và nó sẽ không theo những cái gì quá là tiêu chuẩn của những mùi hương ngày xưa đó. Và nó cũng sẽ thể hiện ở rõ rệt khi khoảng tầm 1 đến 2 tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy cái mùi của gỗ đàn hương. Nhiều người review nói rằng mùi hương của em này khi mà dry down nó sẽ giống mùi của Santo Baba, nhưng với mình thì thực sự là không. Nó chỉ mang được cái hiệu ứng kem béo nhẹ nhẹ của Santo Baba và nó tạo nên cái cảm giác như kiểu các bạn cả ăn một cái ly kem mát. Cái ly kem này thì nó có vị dừa chuối vậy mix cùng với nhau, và cái vị chuối xanh nó sẽ rõ rệt hơn là cái nét béo béo ngậy ngậy ngọt của của dừa. Đấy, đó là toàn bộ cảm nhận của mình về mùi hương này. Và nói thật là khi mà đàn hương nó cho vào nó chỉ tạo thêm cái độ vững chãi khi mà dry down để nó đỡ bị cụt lùn, nó đỡ bị tụt mút thôi. Thì đó là toàn bộ cảm nhận của mình về mùi hương của Montblanc Platinum. Cái tiếp tới ở đây sẽ là cái phần hiệu năng của em nó. Phải nói rằng Montblanc Platinum nó là một cái phiên bản cải thiện về hiệu năng nhiều hơn rất nhiều so với phiên bản Explorer. Em này thì cũng đã có review rồi, các bạn có thể tìm lại trên kênh của mình. Con này thì nó thật là tỏa hơi kém, còn lưu thì cũng hên xui tùy da. Nó không phải là một cái phiên bản quá tốt, nhưng mà với cái phiên bản Platinum này thì phải nói rằng hiệu năng của nó đúng trên 8 tiếng và độ tỏa hương trong vòng 2 đến 3 tiếng đầu đúng tầm gần một cánh tay, phải nói rằng là cực kỳ khác biệt, nó như phiên bản lột xác luôn. Nhưng mà thực sự thì với cá nhân mình ấy, một cái vai mùi như lúc nãy mình đã chia sẻ cùng với cái hiệu năng này, nó làm cho cái mùi hương bị gò bó hơn, nó không còn đa dụng nữa. Vì mùi hương này ở trên góc độ mình sẽ xét nó là một cái mùi hương có xu hướng mát, hơi hướng kiểu gỗ sáng mix cùng với một chút trái cây. Thế nên là bảo là nó có xài được vào mùa đông không thì câu trả lời của mình là không. Tại vì thực tế ra ấy, các bạn xem cái trailer quảng cáo thì cũng không ai dở hơi ngày nào cũng leo lên một cái đỉnh núi tuyết để cảm nhận cái không khí mát xong rồi lạnh sộc vào cái khoang mũi hay là kiểu nó lướt qua những cái vùng da hở ở trên người các bạn cả. Không ai dở hơi như vậy cả đúng không? Thực tế thì chúng ta luôn luôn ăn mặc kín đáo, ngồi trong một cái môi trường mà nó kín vào những ngày trời lạnh. Đấy là cái đầu tiên. Thế nên là Platinum vào mùa đông không phù hợp đối với quan điểm cá nhân của mình. Những mùi mùa đông thì sẽ có xu hướng ấm và tối để tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn. Còn đối với mùa hè thì với một cái hiệu năng và bám tỏa khủng như này, nó lại không hề phù hợp nếu như các bạn định xịt tầm 3 shot nhé. Còn nếu mà các bạn xịt ít hơn thì nó vẫn ok thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà với mình thì cái thời tiết Hà Nội đâu đó tầm 35 độ, một cái thời tiết cực kỳ hạn chế về việc sử dụng nước hoa, thì Montblanc Platinum cũng không phù hợp luôn. Thế nên là nó khá là dở dang, nó hơi lỡ cỡ ấy. Đây là những cái điểm đáng chê. Nhưng mà thực ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó vào một trong những cái dịp mà chúng ta sẽ ít được gặp, đó chính là vào những ngày trời xuân khi mà trăm hoa đua nở, xong rồi các bạn đi chùa chiền vãn cảnh xuân, các bạn có thể hoàn toàn mặc mùi hương này khi mà thời tiết đâu đó mát mẻ khoảng tầm 25 cho đến 30 độ, thì Montblanc Platinum rất là hợp. Và về cái phong cách của mùi hương này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái phong cách cực kỳ hiện đại, cực kỳ thoải mái và có phần khá là thể thao. Tại vì với mình ấy, thì mình khi mà mình mặc Montblanc Platinum, mình không hề nghĩ tới một bộ suit, mình cũng không hề nghĩ tới một phong cách nó quá là lịch sự. Và đối với mình nó sẽ là một cái vai theo cái kiểu quần mỉ, xong rồi đi những đôi giày thể thao, khoác những cái áo hoodie có mũ hoặc là những cái áo gió thể thao kiểu như vậy, thì nó sẽ rất là ok. Và nếu như bạn không theo style đấy mà các bạn vẫn muốn mặc mùi này thì mình nghĩ là sẽ recommend những cái hơi hướng kiểu áo polo có cổ
Đấy, kiểu như vậy, xong rồi đi những đôi giày hoặc là mặc những chiếc quần jean thì mình thấy là hợp lý với cái mùi hương này. Chỉ là nói thật là cái phong cách kiểu ăn mặc như thế thì nó cũng hơi khó ứng dụng vào cái gọi là cái thời tiết cụ thể nào, nó chỉ ngày mát rời thôi thì hợp lý. Đó, Platinum thì trông thì rất là đẹp. Đẹp không? Thiết kế này thực sự là làm tôi cực kỳ ấn tượng. Và cái vòi xịt của nó nhá, thì cũng rất là ổn này. Đấy, vòi xịt to bay, uầy, bay trong không khí đỉnh. Rồi, vậy thì trên quan điểm của mình, chốt lại một lần nữa là có đáng mua hay không, thì câu trả lời rằng không. Mình nghĩ không hề đáng mua. Đó. Còn bảo là có nên thử hay không thì tôi nghĩ rằng thử, nên thử. Nó không đáng mua tại vì đối với cái gu hình thành mùi hương của người Việt Nam thì những cái vai mùi như Mont Blanc Platinum này, MSH24, MSOGV, những cái hơi hướng mùi có phần sáng tạo, thời thượng, hiện đại thì nó sẽ khó tiếp cận và chúng ta sẽ chỉ quen với những tông mùi ngọt hoặc là classic hẳn thôi. Classic nhiều khi còn khó xài ấy chứ đừng nói là đến những cái em như thế này. Đó. Chê thì vẫn đấy là những cái điểm chê, còn về thiết kế, về sáng tạo, tại sao tôi lại nói rằng là tôi lại khen? Các bạn biết vì sao? Vì đâu đó rất nhiều thương hiệu designer ngoài kia, điển hình là như là bố Jean-Paul Gaultier, một năm bố đẻ không biết bao nhiêu mùi và lanh quanh chỉ có từng đó sáng tạo và chỉ xoay quanh một cái mùi ngọt, không một gần như không phải nói là toàn bộ, nhưng mà mình thấy rằng là rất ít nhà hương, nhà designer, một thương hiệu mà làm nhiều mảng mà họ dám phiêu lưu bằng cái việc đó là cùng một bộ sưu tập nhưng hai mùi không liên quan đến nhau. Đó là một cái mà mình nghĩ rằng họ nghiêm túc với việc là thị trường nước hoa. Có thể những sáng tạo của họ như em này thành công ở trên thị trường, nhưng họ không làm mùi giống, đặc biệt là cái phiên bản Blue kia thất bại ở thị trường Việt Nam, kể cả trên thế giới nó cũng bị chê rất là nhiều. Sau đó thì đến Platinum. Nhưng nếu như bạn đã từng được thử qua những sáng tạo của Mont Blanc rồi, các bạn sẽ thấy một điều rằng nó không hề có nét nào gọi là twist đi hay là sửa đi một xíu của một cái phiên bản thành công cả, mà nó là một cái mùi hương cực kỳ khác. Đây là cái mà tôi rất respect, tôi rất tôn trọng những cái nhà hương, những cái thương hiệu designer mà họ làm flanker, không có cái xu hướng nhai đi nhai lại. Tại vì thực ra thì nhai đi nhai lại nó sẽ rất là nhàm chán, nó chỉ đơn giản là kích cái sự tò mò của người mua thôi. Nhưng những nhà hương như này thì thực sự rất đáng để mà chúng ta có thể thử cho biết thôi nhá. Tại vì cái sáng tạo này thì theo như mình đọc ở những cái bình luận nước ngoài thì nó rất là được đón chờ, cũng có rất nhiều lời khen, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì như vậy mình nói rồi, nó là sẽ khó. Con này nếu mà vào thị trường Việt Nam đâu đó tầm 5 năm nữa thì nó sẽ là một câu chuyện khác, nhưng mà vào thời điểm hiện tại thì rất rất khó. Thế nên chốt một điều rằng phiên bản này nó không hề giống phiên bản này, nó cũng không phải là một cái phiên bản nâng cấp, mà thậm chí rằng nó hai phiên bản trái ngược nhau. Và nếu như định mua thì hãy mua phiên bản này cho an toàn, còn thích một gì đó mới mẻ thì có thể mua chiếc hoặc Vio để thử em nó. Thế thôi, rất dễ hiểu. Và con này sử dụng mùa xuân, cũng sắp tới có trong list xuân. Còn nếu như các bạn mua chỉ xem kiểu ào ào thôi thì mình nghĩ là các bạn sẽ fail đấy. Và tất cả chỉ có thế thôi. Nếu như bạn là người đang quan tâm đến em nó hoặc đã từng thử qua em nó, rất mong các bạn có thể có chia sẻ những cái trải nghiệm bằng cách bình luận ở bên dưới. Còn nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.